Xin chào các bạn, chúng ta cùng đến với bài 11 phần 2 nhé. Đầu tiên mình sẽ học về chữ nguyên. Có 4 nét: Ichi, ni, san, yo. Ichi, ni, san, yo. Chữ nguyên có 4 nét. Chữ nguyên trong từ moto. Moto có nghĩa là gốc, là ban đầu nha các bạn. Moto là gốc, là ban đầu. Các bạn biết mì chính không? Achi no moto đấy ạ. Achi là vị, no là trợ từ no đấy ạ. Ajinomoto là nguyên gốc của cái vị đó, đúng không? Ngon từ thịt, ngọt từ xương đấy ạ. Thì chính là trong chữ moto này nhá. Tiếp theo, CC có chữ khí. Ichi, ni, san, yon, go, roku, 6 nét. Ichi, ni, san, yon, go, roku, có 6 nét nha các bạn. Nguyên ghép với khí là genki. Genki có nghĩa là khỏe mạnh. Genki có nghĩa là khỏe mạnh. Hoặc là mình có từ denki đó, điện khí đúng không? Denki là điện, denki điện nha các bạn. Chữ thân nào, các bạn phân tích chữ thân này nhá. Bên trên là bộ lập, bên dưới là bộ mộc đứng trên cái cây, và bên này là bộ kiến. Mình học rồi, kiến là xem đúng không? Đứng trên cái cây nhìn. Rồi chữ thân này đọc là uya, có nghĩa là cha mẹ đấy ạ. Đứng trên cái cây nhìn đàn con đúng không? Đứng trên cái cây nhìn đàn con nha các bạn. Ok, hay đứng trên cái cây nhìn đàn con thì sẽ là cha mẹ chữ thân nhá. Thân ghép với thiết. Chữ thiết này hôm trước mình học trong từ cắt thái đúng không? Là shinsetsu. Shinsetsu có nghĩa là tử tế nha các bạn. Shinsetsu. Shinsetsu có nghĩa là tử tế, có nghĩa là thân thiện, tốt bụng. Tiếp theo, chữ thân đọc là uya. Uya có nghĩa là cha mẹ. Uya, cha mẹ. Hay chữ hữu. Hữu là có, đúng không? Rồi, chữ hữu là có nha các bạn. Tiếp theo mình có hữu ghép với danh. Yume. Hữu ghép với danh. Yume, nổi tiếng. Hữu danh là có danh tiếng, đúng không? Nổi tiếng nha các bạn. Chữ danh này hôm trước mình học trong name đó. Hôm nay mình sẽ học lại chữ danh này nha. Chữ danh này, danh có nghĩa là tên tuổi đúng không ạ? Thì chữ danh ghép với chữ tiền tạo thành từ vựng name. Name có nghĩa là tên. Name có nghĩa là tên. Hay name, tên đúng không? Ok, tiếp theo, chữ địa. Chữ địa thì có bộ thổ đúng không ạ? Địa là có bộ thổ nha các bạn. Nào, địa hạ. Địa là đất đúng không? Địa hạ là dưới lòng đất, có nghĩa là tầng hầm đấy ạ. Chi cả, chi cả, tầng hầm. Chi cả, tầng hầm. Tiếp theo chữ cuối cùng đó là chữ thiết. Chữ thiết thì bao gồm có bộ kim. Kim là kim loại, là vàng bạc. Và bộ thỉ là mũi tên, đúng không? Thì mình có chữ thiết đọc là tê dự, có nghĩa là sắt thép. Tê dự là sắt thép. Địa hạ thiết là chi ca tê dự. Chi ca tê dự có nghĩa là tàu điện ngầm nha các bạn. Chikatetsu, tàu điện ngầm. Ok mọi người, hôm nay chúng ta sẽ dừng bài này ở đây nhé. Các bạn ghi chép bài đầy đủ để học bài nhé. Chúc các bạn học tốt.